Sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, trường Ngọc Viễn Đông đã long trọng tổ chức buổi lễ khai trường năm học mới, năm học 2018-2019. Tính quan trọng của buổi lễ được thể hiện ngay khi quý đại biểu và cha mẹ học sinh bước vào cổng trường qua sự tiếp đón nghiêm trang của đội nghi lễ học sinh và sự hướng dẫn chu đáo của thầy cô giáo. Mở đầu buổi lễ là tiết mục múa quê hương của tập thể học sinh lớp 10. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ mang âm hưởng dân gian, các tiết mục nhảy hiện đại của cô và trò từ trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông cũng được thể hiện, mang lại những giây phút mới lạ tươi trẻ cho người xem. Phần nghi thức kết thúc bằng lễ chào cờ trang trọng. Để toàn thể giáo viên và học sinh hiểu được đường lối chỉ đạo của nhà nước, thầy phó hiệu trưởng thạc sĩ Nguyễn Trường Tồn, đại diện cho tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, lên đọc thư của chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Các bậc phụ huynh và các em sinh viên học sinh, chúc các thầy giáo cô giáo, cán bộ công chức viên chức, người lao động ngành giáo dục cùng các em sinh viên học sinh đạt được nhiều thành